Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh. Tổng kho đánh được, thành được, thành tín, thành thành thật, trung thực, tín, uy tín, tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm. Thành được, thành trong thành thật, được trong nói được làm được. Thì ngày hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2022. Trước lò chiên không dầu Kpen thương hiệu Đức dung tích 15 lít công suất 1700W à, model Capen K15 cộng bản hàng xuất châu Âu EU gửi về cho anh Vũ Hưng Hà địa chỉ bản kiến xương phỏng lái Thuận Châu Sơn La và chiếc lò chiên không dầu Capen K15 cộng này thành được bảo hành chính hãng cho anh 24 tháng lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày và hết bảo hành thì thành được vẫn hỗ trợ sửa chữa thay thế linh kiện chọn đời sản phẩm. À Capen là một thương hiệu đồ gia dụng cao cấp đến từ nước Đức. Menjadi. Và model Capen K15+ bản xuất châu Âu thì phụ kiện đi kèm theo lồi sẽ gồm có 9 món inox. Và sẽ có đến 5 con ốc phụ kiện để chúng ta có thể sử dụng trên cái bộ trục xiên quay 360 độ. Đó là một cái điểm đặc biệt mà tất cả các cái dòng lò trên không dầu hiện tại ở thị trường Việt Nam thì đang còn thiếu sót. Và cũng chỉ có duy nhất à, thương hiệu Capen tính đến thời điểm lại hiện tại thì à, lòng nồi mới là inox chuẩn 304 100% inox 304 tinh khiết. Còn các hãng khác khi các bạn à, sử dụng lam châm à, chúng ta cho vào lòng nồi thì lòng nồi vẫn bắt à, điều đó thì minh chứng mà cái minh chứng rằng là cái lòng nồi vẫn có pha kim loại, không phải là inox 304 chuẩn tinh khiết 100%. Inox 304 tinh khiết 100% thì hiện tại chỉ duy nhất có hãng Capen mới là có được cái lòng nồi chuẩn inox 304. Và cũng như thông lệ thì à, hàng trước khi gửi đi thì bên thành được cũng sẽ kiểm tra và test lại các cái phụ kiện cùng với chức năng để tránh việc thiếu phụ kiện hoặc là lỗi sản phẩm và video này cũng vừa là một video kỷ niệm và nó cũng sẽ là một cái minh chứng cho một giấy bảo hành online mà bên thành được Cái cam kết với anh Vũ Hưng Hà ở Thuận Châu Sơn La nếu sau này mà bên em có thiếu sót gì thì anh anh có thể sử dụng cái video này là một cái giấy bảo hành online để đối chiếu. Capen K15 cộng. Chúng ta sẽ có 9 món phụ kiện đi kèm theo lồi inox. À, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái vỉ chiên sâu lòng một vỉ chiên mắt mau Đây, vỉ chiên mắt mau này dùng để sấy hoa quả hoặc làm làm các loại bánh một vỉ chiên thanh y lốc dày vỉ chiên này chúng ta có thể à, chiên nướng được hai con gà hai cân rưỡi thanh inox rất là dày và nó dày như này nó thể chịu được cái lực lên đến 15 kg phụ kiện tiếp theo chúng ta sẽ có một cái lồng quay trên trục 360 độ cái lồng quay này là inox mà cũng là inox 3 để tư tinh khiết bắt nam châm không bắt này và lồng quay này chúng ta có thể cùng một lúc quay được hai cân thực phẩm Lổ bỏng này rang lạc chiên khoai các loại hạt đậu đỗ Hạt sen hạt rẻ vân vân. À, một tay dụng cụ để giữ khoảng cách tối thiểu giữa máy và tường. Và nếu như các bạn à, tốt nhất thì các bạn nên để à, máy cách xa tường từ khoảng 10 cm cho đến 20 cm thì như vậy à, máy sẽ thoát nhiệt tốt hơn và chúng ta cũng không cần thiết là phải lắp cái thanh nhựa này. À, một tay dụng cụ lấy đồ ilock e để tránh bị bỏng các cái dụng cụ phụ kiện Một bộ trục lướng xiên thịt 360 độ thì bộ bộ trục này chúng ta sẽ có hai cái vỉ inox, hai cái vỉ rất là dày, chắc chắn. Và 10 thanh xiên nướng thịt cũng là inox. À, chúng ta có thể nướng à, thịt BBQ, à, rau củ quả, nướng khoai, nướng ngô, vân vân. Một bộ trục quay gà vịt nguyên con thì bộ trục này sẽ có một trục và hai cái ghim à, cùng với một khay ứng dầu hướng dầu của Capen là hướng dầu được tráng men chống dính cao cấp và Capen họ rất tâm lý cho tất cả đủ phụ kiện năm con ốc đi kèm với tất cả phụ kiện gồm hai con ốc ở trục quay gà vịt hai con ốc ở bộ trục xiên đứng thịt và một con ốc ở lồng quay 360 độ một sách hướng dẫn sử dụng của Capen thì do Capen là hàng của Đức hàng thương hiệu Đức cho nên là cái bản này cũng là bản xuất châu Âu thì thi về Việt Nam thì hãng sẽ có một quyển sách ở phía trước một nửa là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và nửa còn lại sẽ là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Đấy, bảng điều khiển của Kabel chúng ta sẽ có 16 chức năng cài đặt sẵn Đấy, nhiệt độ kích thước sản phẩm này và chúng ta sẽ có cái dịch sang tiếng Việt chicken là chiên quay gà đi sót dã đông, quên cánh gà, hoa quả sấy, tít, bò bít tết, khoai tây chiên, cá lướng, rau củ quả, bắp rang bơ, bánh pizza, ủ men làm bột cho bánh, bánh lướng, thịt xiên nướng, giữ ấm, bánh mì kẹp, bánh quy, rồi các chế độ cài đặt thời gian, nhiệt độ, đèn, tùy chọn, thanh nướng nhiệt trên, nhiệt dưới, quay 360 độ và chế độ hẹn giờ. Đây, rất là chi tiết ở cái bảng điều khiển đã được việt hóa và hướng dẫn sử sử dụng các cái phụ kiện cùng với chức năng của lồi thì đã được in bằng tiếng việt rất là rõ ràng mà cùng với một số công thức như giã đông này. giã đông ở chế độ là 80 độ c thời gian là 10 phút cánh gà này hoa quả sấy này chúng ta có thể tham khảo này ủ men bột cho bánh này 40 độ C này 1 giờ 30 phút chẳng hạn thực phẩm biểu đồ thời gian nấu thì chúng ta có thể tham khảo cái trọng lượng rồi thì thực phẩm nó công thức làm rồi bò bít tết hamburger vân vân rất nhiều món ăn để lem rán lem rán phô mai đông lạnh cá viên chiên bánh bích quy bánh lai bánh bông lan bánh mì à, một giấy bảo hành chính hãng của capen thì giấy bảo hành này chúng ta sẽ có cái trung tâm bảo hành của Capen là công ty cổ phần Capen Việt Nam ở địa chỉ số A24 BT1 khu đô thị Văn Quán, Yên Phước, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và hotline của kỹ thuật viên 0901 75 4147. Tất cả các phiếu bảo hành sẽ đều có mã tem của Capen, ngày mua, ngày địa bán, địa chỉ phiếu bảo hành và thành được bảo hành chính hãng Capen bản xuất châu Âu K15 cộng 2 năm 24 tháng và hết bảo hành thành được vẫn hỗ trợ uh, sửa chữa thay thế linh kiện so với cái bản ở Việt Nam thì cái bản 15 cộng này hàng xuất châu Âu thì không chỉ là phụ kiện nhiều hơn mà cái tiêu chuẩn xuất vào châu Âu thì như mọi người đã biết rồi tất cả các sản phẩm khi mà xuất vào thị trường châu Âu thì tiêu chuẩn của họ rất là cao không chỉ các thiết bị điện hoặc là các cái ngành thực phẩm cũng vậy, họ tiêu chuẩn rất là cao, an toàn sức khỏe và cái độ bền. do đó cái sản phẩm uh, mã k 15 cộng này khi xuất vào thị trường châu âu thì về đến việt nam thì giá chắc chắn là sẽ nhỉnh hơn, nhỉnh hơn một chút so với cái bản uh, của xuất về việt nam. cái bản xuất về việt nam thì sẽ chỉ có bảy vón phụ kiện và hai con ốc, còn cái bản uh, hàng xuất về eu thì là 9 phụ kiện và 5 con ốc. Cái mặt cửa kính thì hãng sẽ để thông tuông và không có dán tem tiếng Việt. Còn cái bản ở Việt Nam thì có dán tem tiếng Việt ở cái mặt cửa kính này. Và ngay phía bên dưới hãng đã in là Su 304. Về bảng điều khiển thì chúng ta đã có 16 chức năng cài đặt sẵn và 8 phím cảm ứng một chạm, nhiệt độ, đèn, thời gian, chế độ tùy chỉnh, nguồn nhiệt trên. Nguồn nhiệt dưới Chụp quay 360 độ Và hẹn giờ Chế độ hẹn giờ này thì chúng ta có thể sử dụng à, Ví dụ Chúng ta có thể cài đặt à, Ướp một con gà chẳng hạn Chúng ta ướp sau đó chúng ta cho vào máy Và hẹn giờ khoảng 3 tiếng sau Thì bắt đầu sau 3 tiếng thì máy sẽ chạy Để cho cái gia vị nó ngấm đều vào con gà Đó là cái chức năng hẹn giờ ấy, Của Capen Mà các hãng khác họ không có Đây là hẹn giờ Hẹn giờ nấu còn hẹn giờ để đun thì nó sẽ khác Đây là hẹn giờ để chuẩn bị nấu Đây là 16 chức năng cà đặt sẵn Và một núm bán cơ Cái núm này thì của hãng sẽ mạ crom uh, Chrome Để tăng cái phần nổi của cái bảng điều khiển On up Chúng ta bấm on up Đấy, Bảng LED hiển thị là thời gian nhiệt độ Chọn các chế độ bằng cách là xoay núm Gà này. Khoai Xấy hoa quả bò bít tết, làm bánh nướng cá, rau củ, vân vân, 16 chế độ cài đặt sẵn và để chọn được cái nhiệt độ cùng với cái thời gian à, theo cái công thức món ăn của chúng ta, ấy, theo ý muốn ấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái chế độ là chữ M này, đây là chữ M này, chế độ tùy chỉnh. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào thời gian, đây là nhiệt độ. khi chọn vào nhiệt độ thì đèn nhiệt độ sẽ sáng và chúng ta sẽ chọn nhiệt độ. Nhiệt độ của carbon thì giải cũng khá là rộng Giải à, tối thiểu sẽ rơi vào từ 40 độ đến 50 độ Và giải cao nhất là 220 độ C Nhiệt độ cực rất là cao Các cái dòng nò thông thường chỉ lên đến 200 độ thôi Ở nhiệt độ 220 này thì các bạn rán cá, rán nem, rán chả các, các loại món nướng, món chiên, món rán Thì nó giòn, nó vàng đều Và nhất là với các cái món mà chúng ta làm giòn bì, lổ bì thì rất là rất là ngon ở nhiệt độ cao và bên thời gian cũng vậy bấm vào phím thời gian và chọn thời gian bằng cách là xoay lúm Đấy, xoay lúm này thì nó có một cái ưu điểm là chọn rất là dễ dàng và nhanh nếu không chọn chế độ tùy chỉnh các bạn có thể chọn chắc chắn là cài đặt sẵn và tắt cái chế độ tùy chỉnh chữ mời đi À nhiệt độ thấp nhất của Kibo là 40 độ C ở chế độ là ủ ủ men bánh, chế độ men bánh nhiệt độ là 40 độ C. À sau khi chọn được nhiệt độ và thời gian theo ý muốn thì chúng ta có thể điều chỉnh này. nguồn nhiệt trên này, à, nguồn nhiệt dưới ạ. À. Nguồn nhiệt trên, nguồn nhiệt dưới rồi thì chế độ quay, quay roti 360 độ. Bật đèn. Và sau đó chúng ta sẽ ấn on một lần nữa thì máy sẽ bắt đầu chạy và khi máy chạy thì cái đèn hai chấm ở cái bảng hiển thị thời gian này nó sẽ nhấp nháy. Đây, nó đang chạy, nhấp nháy đang chạy, thành được đang dí sát máy như thế này. Để mọi người nghe và cảm nhận được cái độ ồn của con Capen này. Độ ồn cực kỳ cực kỳ thấp nếu mà so với các cái dòng cùng phân khúc, cùng giá thành và cùng chất lượng. hàng xuất eu thì tiêu chuẩn của nó sẽ cao hơn các cái hãng khác còn nói về nguyên lý hoạt động thì tất cả lồi trên không dầu nguyên lý chung hoạt động cũng giống như với lò nướng vậy cũng đều sử dụng đốt nhiệt thanh, thanh nhiệt và tạo ra cái khí nóng khí nóng sẽ làm chín thực phẩm nhưng mà cái lò nướng thì nhiệt độ nó không cao như với lò trên không dầu và một cái nhược điểm nữa của lò nướng là khi, khi chúng ta sờ vào vỏ sẽ bị bọng và nó rất là nguy hiểm với trẻ nhỏ cánh cửa trợ lực 3 lớp này chống dây vỡ và phía trong chúng ta sẽ thấy được phía dưới là có hai thanh nhiệt kép bổ trợ này và phía trên sẽ có một mâm nhiệt xoắn một mâm nhiệt xoắn khí nóng ở đa e và phía trong sẽ có một bóng đèn và inox e cái lòng nồi của Capen ấy thì đều là inox e 304. 304 đánh xước không phải là đánh bóng. Các bạn có thể dùng nam châm thử vào toàn bộ trong lòng nồi này, phía trên, phía trước mặt, phía dưới, phía bên cạnh à, cả trên nóc này nữa thì đều nam châm không hề bắt. Nam châm không hề bắt thì chứng tỏ đây là inox e 304 tinh khiết 100% và hãng họ cũng đã cam kết là inox e 304 chuẩn. Để quay trở lại với cái nguyên lý hoạt động. Lò chiên không dầu thì hoạt động giống nguyên lý với lò nướng nhưng lò chiên nó phù hợp với không gian gia đình và cái độ bền của nó cũng như cái độ an toàn cùng với các cái chức năng mà lò nướng thì không thể làm được. Lò nướng nếu như các bạn mà chuyên về làm bánh, làm bánh hoặc nướng thịt hoặc là làm bánh để bán để thương mại thì chúng ta dùng lò nướng cái dung tích của nó lớn, khoang nó rộng thì chúng ta nếu mà có làm bánh để bán hoặc là lướng thịt để làm quán xá thì chúng ta có thể tiện lợi hơn nhưng nếu dùng trong gia đình thì chúng ta dùng lò chiên nó tiện hơn rất là nhiều thứ nhất là nó nhiều chế độ cài đặt sẵn này nó làm được nhiều món nó có thể thay thế cho à, chảo rán lò vi sóng và lò nướng cũng như các cái loại lồi chiên không dầu thuộc kiểu cổ ngày xưa Đấy, làm bánh làm trái chiên rán khô bò, khô gà, sấy hoa quả, ủ men bánh, làm sữa chua Rồi rang các loại hạt, ngũ cốc, lổ bỏng, chiên khoai, nướng khoai, nướng ngô, các loại củ vân vân Quay quay gà vịt 360 độ Chúng ta quay trên cái trục 360 độ thì bao giờ cái chất lượng à, thịt nó sẽ ngon hơn Là việc chúng ta lướng trên vỉ lướng cố định đó là một cái sự cải tiến rất là lớn trong 1-2 năm trở lại đây mà lò chiên không dầu làm được so với lò lướng, lò vi sóng và cái lồi chiên kiểu cổ. Cũng như mà cái chế độ mà lòng nồi nó là inox e và phụ kiện đi theo nồi là inox e thì nó đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối ở cái nhiệt độ cao khi chúng ta chiên nướng ấy, thì nó sẽ sinh ra rất nhiều chất độc hại và nhất là những cái dòng lồi ở phân khúc rẻ tiền thì cái tỷ lệ nhựa rất là nhiều, nhựa chịu nhiệt và cái cái lớp cái lớp sơn chống dính ấy nó không được tốt dùng một thời gian thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và về lâu về dài thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân trong gia đình nhất là với người già và trẻ nhỏ các cụ vẫn có câu bệnh từ miệng mà vào họa từ miệng mà ra cho nên nếu như mọi người có điều kiện thì thành được đứng dưới góc độ là một người thợ hiểu rõ về chất lượng sản phẩm nguồn gốc xuất xứ thì anh được khuyên mọi người chân thành chúng ta lên sử dụng những cái sản phẩm tốt những hãng có thương hiệu độ bền nó cao tuy lúc đầu chúng ta bỏ một khoản tiền khá là lớn nhưng về lâu bề dài thì nó rất là bền và nó đảm bảo an toàn với tới sức khỏe nhất là với những thứ mà liên quan đến ăn uống nó vào trực tiếp con người còn nói về nguồn gốc xuất xứ thì cũng rất nhiều bác hỏi là hàng Đức thì sản xuất ở đâu thì hôm nay thành được cũng sẽ nói cũng là khá là nhiều tất cả các sản phẩm thiết bị điện điện tử trên thế giới thì gần như tất cả các hãng lớn bây giờ họ đều đặt nhà máy sản xuất ở bên Trung Quốc à, và kể cả hãng iPhone của Mỹ cũng vậy thì gần như 100% điện thoại iPhone là phần cứng được sản xuất tại Trung Quốc và các cái, cái con chip ấy, thì đa phần ở trên thế giới bây giờ là đều sản xuất tại Đài Loan. 60% thị thị phần thế giới các cái chip công nghệ cao thì đều được sản xuất tại Đài Loan. Và con chiếc cabin này cũng vậy. Các bên này thì nhà máy sản xuất được đặt bên Trung Quốc và hãng thì họ phân phối, sẽ xuất về các nước và mỗi một nước thì sẽ có một tiêu chuẩn riêng. Cái bản xuất về Việt Nam thì nó sẽ khác cái bản xuất về châu Âu. Cái bản châu Âu thì hãng sẽ đặt cái chất lượng nó cao hơn để phù hợp với các tiêu chuẩn m an toàn mở phía bên châu Âu EU họ đặt ra, họ quy ước. Không chỉ Kaben này, Kalai này, à Sáp, Kenta, Lock and Knob, Olivo, à high good rồi Kibo vân vân thì họ cũng đều là nhà máy sản xuất bên trung quốc hết và nếu như có một người bán hàng nào mà nói là à, cái hàng này sản xuất à, bên thái lan như kiểu lai của úc thì đó là một cái sự không trung thực với khách hàng tất cả thì gần như là đều được sản xuất bên trung quốc hết còn chất lượng thì nó sẽ theo hãng đặt hàng chứ không phải là cứ sản xuất bên trung quốc là đồ chất lượng kém ngay cả một thiết bị như điện thoại iphone cũng vậy gần như là các cái máy điện thoại iPhone thì à, mọi người sử dụng cũng đều nguồn gốc xuất xứ made in China. Nhưng mà nó sẽ xuất về thị trường nào thì nó sẽ theo cái bản thị trường đó. Ví dụ như à, xuất về thị trường Nhật thì à, hãng họ sẽ làm theo tiêu chuẩn của người Nhật. Xuất về thị, thị trường Mỹ thì sẽ làm theo cái iPhone đó theo thị trường của Mỹ. Xuất về Việt Nam cũng vậy. Và với chiếc nồi không dầu ca này cũng vậy. Bản xuất về EU thì chất lượng tiêu chuẩn của EU họ cao hơn các cái bản nước khác khá là nhiều người châu âu đi đầu về công nghệ công nghệ công nghiệp đấy nếu mà có ai nói là hàng sản xuất tại thái lan thì chỉ cần hoặc là ở bất kể một nước nào thì mọi người chỉ cần nói là hỏi họ địa chỉ sản xuất nhà máy sản xuất ở đâu bên phân phối là ai có hóa đơn xuất nhập khẩu hải quan hay không. Nếu như họ có thể đưa ra được các cái bằng chứng như đó vậy thì thành được à, công nhận đó là hàng có xuất xứ rõ ràng. Còn đâu nếu như các sản phẩm mà chỉ nói miệng là hàng sản xuất từ úc, australia hay là hàng sản xuất thái lan, nhật bản mà không có cái hóa đơn chứng từ địa chỉ nhà máy sản xuất không nói ra được, không có giấy thông quan hóa đơn xuất nhập khẩu thì chứng tỏ đều là không trung thực với khách hàng thì còn chất lượng sản phẩm thì nó sẽ theo hãng và sau khi đã kiểm tra máy cùng với tất cả phụ kiện đi kèm theo lồi chân đồng dầu capen k 15 cộng đầy đủ phụ kiện chín món các chức năng của máy hoạt động ok hoàn hảo thì uh, thành được Ngoài tem phía bảo hành chính hãng của Capen ra Chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng của Capen Có đầy đủ trung tâm bảo hành Rồi hotline của bên kỹ thuật Địa chỉ rõ ràng Hãng lớn thì họ phải như vậy Các cái hãng thương hiệu lớn ý, Thì hàng phải xuất xứ rõ ràng Và phải có địa chỉ rõ ràng Cùng với số điện thoại của kỹ thuật viên bảo hành Ngoài tem phiếu bảo hành của hãng ra thành được sẽ có thêm một tem phiếu bảo hành mực đỏ viết tay và có ký tên để khẳng định cái uy tín chất lượng chất chất lượng sản phẩm cũng như là cái dịch vụ sau bán hàng hiện nay thì rất nhiều bên đang lợi dụng hình ảnh bên thành được để bán hàng kém chất lượng em mọi người lưu ý hàng bên thành được khi xuất ra thị trường thì đều có giấy tờ đi kèm và gửi hàng sẽ từ địa chỉ là lam sơn minh cường thường tín hà nội với trước nó, chiếc nồi chiên đồng dầu Carben K15 cộng bản xuất EU này thành được miễn ship toàn quốc 63 tỉnh thành và tặng kèm kéo cắt cà SK5 cán thép lưỡi thép một đôi bật nửa điện một chai xịt dầu thủy tinh để các bạn có thể về cho dầu ăn vào dán đậu dán cá dán nem dán chả một hộp đũa mạ vàng Kodia 10 đôi 20 chiếc chống cong vênh nấm mốc miễn ship toàn quốc và khuyến mại theo bốn quà tặng và ở mức giá là dưới 4 triệu đồng thì nếu mà ở cái phân khúc này chất lượng này cùng chế độ bảo hành 24 tháng thì Kben thành được đánh giá rất rất là cao so với tất cả các cái mẫu lò trên không dầu có hiện đang có mặt tại Việt Nam hàng chất lượng đủ đạt tiêu chuẩn xuất EU nên cho nên mọi người có thể yên tâm tuyệt đối về chất lượng và Kben là một hãng thương hiệu lớn của Đức họ sẽ bảo hành rất là tốt Mọi chi tiết xin liên hệ thành được số điện thoại 094 987 111, Zalo 097 280 2081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn Minh Cường Thường Tín Hà Nội. Mọi khắc mắc khiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thành được 2807-1992a.gmail.com Mọi khắc mắc khiếu lại về dịch vụ sản phẩm, những đóng góp ý kiến từ quý vị khách hàng là những lời nói chân thành nhất giúp thành được à, phát hiện ra những cái lỗi sản phẩm để cùng mà mọi người khắc phục để tìm những sản phẩm tốt hơn, giá thành hợp lý nhất và không bảo hành được chu đáo nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.